Đẹp quá. Wow. Đẹp quá. Wow. Đẹp quá. Wow. Ôi. Sân bóng chuyền VSD. Ôi. Lại là của Xuân Sinh. Lại là Tuấn Anh một chắn. Đỗ Nguyên Thanh đến từ Chảo Lửa VSD. Xin chào tất cả anh chị em yêu bóng chuyền Việt Nam. Xin mời mọi người đến với kèo đấu xả 4-4 giữa các cầu thủ trẻ của Từ Sơn. Xin lỗi, các cầu thủ Từ Sơn gặp các cầu thủ trẻ của Thể Công tại Chảo Lửa VSD. Đập bóng tốt của Tuấn Anh từ biên 4. Điểm bóng 1-1. 4 cầu thủ trẻ của Từ Sơn gần màn hình của các bạn. Còn bên kia là 4 cầu thủ của sinh viên. Trong đó có 2 cầu thủ của Từ Sơn, 1 của nông nghiệp. Và Quang Kiên thì không biết học cái trường gì. Vâng, pha tấn công lọt càng của Xuân Sinh. Điểm bóng cho Thể Công 2-1. Cơ hội phản công cho Thể Công, liệu có điểm 3-1 hay không? Vâng, lần búa máy chưa ra điểm. Sinh viên làm lại. Vâng, rất ngon lành một pha tấn công của Thái San. Điểm bóng 2-2. Kèo 4-4 xả nhưng mà các cầu thủ trẻ Thể Công có cáp là sẽ có một cầu thủ ra vào để phòng thủ thay nhau, có nghĩa 5 cầu thủ thay đổi tự do. Điểm bóng là 2-2 anh em nhé. Mảng bóng trong sân, chạm tay vào trong sân. 3-2 cho trẻ Thể Công. Tấn công của Quang Dự, bóng lọt càng. Điểm bóng cho sinh viên 3-3. Đập bóng tốt của Thái San. 4-3 rồi. Anh cắt đi, anh cắt đi. Quang Kiên phát bóng. Phòng thủ của Thái San sau pha đập bóng rất mạnh của Lân Búa Máy chưa thành công. Điểm bóng cho trẻ Thể Công 4-4. Đức Hải phát bóng. Đó là Tuấn Anh. Cơ hội phản công. Xuân Sinh bỏ bóng kỹ thuật. 5-4 cho trẻ Thể Công. Cách biệt là 1 điểm. Chắn bóng rất cao của Xuân Sinh. Thái San. Bóng ngoài sân rồi. Ngoài ngoài Đức ơi, ngoài tí đẹo, ngoài ngoài. Còn vết đây. Sinh ơi. 6-4. Bóng chưa qua lưới, 7-4. Khoảng cách đã là 3 điểm rồi. Chắn bóng tốt. Đó là chuyền 2 của trẻ Thể Công. Hái thằng chuyền 2 tên là gì chú quên này? Vũ Trình à? Vũ Trình à, thằng số 5 này đúng không? 7-4 rồi, khoảng cách đã là 3 điểm. Yeah.
Điểm bao nhiêu rồi? 9-4 à? Mình đọc điểm nhầm anh em nhá, chính xác điểm lúc này là 9-4, khoảng cách là 5 điểm rồi. Pha đập bóng như búa bổ của sinh viên, điểm bóng 5-9. Chắn bóng thành công của sinh viên 6-9 rồi. Đường chuyền vừa rồi cảm giác hơi thấp anh em ạ, không qua được càng của hàng chắn sinh viên. 6-9, khoảng cách là 3 điểm. Trẻ thể công đang dẫn điểm. Đẹp quá. Wow. Đẹp quá. Wow. Đẹp quá. Wow. Một pha quay búa cắm sân của Xuân Sinh. Điểm bóng lúc này là 16. Đó là Thái San. Thái San đánh vị trí số 3 là ăn điểm 100%. 70 cho sinh viên. Lại là Xuân Sinh. Và quài búa dọc biên về y như búa bổ. 11-7. Kèo nào ăn kèo đấy đổi đi, xong kèo sau lại tính sau. Khoảng cách đang là 4 điểm rồi. Đập bóng tốt của Tuấn Anh đẹp dài, chàng trai đến từ Phú Thọ. 8-11. Phạt bóng lá vàng rơi của Quang Kiên rất khó chịu. Văn Lân đường chéo ở và tấn công quá mạnh. Mặc dù đã chạm tay chắn của Quang Dự nhưng mà Thái San cũng không thể phòng thủ. Lực quá mạnh và bay tầm cao với không được. 12-8. Hàng xá ở ngoài rất đông anh em ạ. Kèo này cũng đang 50-50. Tranh chấp. Không được rồi. 9-12 cho sinh viên. Vẫn còn. Không được rồi. 13-9. Quá hay, đó là Quang Dự. 10-13. Ôi, và đập bóng rất mạnh của Đức Hải, bóng trong sân. 14-10. Tài nhỏ sân đang làm hàng sáo ông bầu. Xử lý quá hay của Thái San, vẫn là Thái San. 11-14. Xuân Sinh. Lần này thì các cầu thủ sinh viên đã chắn bóng thành công. 12-14. Vừa rồi hai chắn theo rất sát Xuân Sinh. Trường ca hôm trước ra tìm mà không thấy sân bóng của anh nhỉ. Em đánh ở Google Map ấy, sân bóng truyền VSD. Ôi, một pha giã giò của Lân búa máy. 15-12. Khoảng cách vẫn đang là 3 điểm, lợi điểm đang được duy trì cho các cầu thủ trẻ thể công trước các cầu thủ sinh viên. Tấn công với rất mạnh của Tuấn Anh đẹp trai Phú Thọ. 13-15. Cách biệt chỉ là 2 điểm thôi, sinh viên cố lên.
700 anh chị em đang xem. Vâng, một pha bắt chuyền một không hiểu ý của các cầu thủ trẻ thể công đã cho các cầu thủ sinh viên một điểm. Điểm bóng là 14-15. Cách 4 điểm bây giờ được rút ngắn xuống còn 1 điểm. Vâng, pha tấn công tầm cao của Lân Búa Máy. 16-14. Bây giờ Lân Búa Máy đã ra ngoài và Phan Quý Chi đã vào để phòng thủ trong pha phát bóng bên phần sân của các cầu thủ trẻ thể công. Lại là Tuấn Anh một chắn. Và lần này thì là Trình chuyền hai. Hữu Trình đã chắn bóng thành công và chắn đơn. 17-14. Cách biệt 1 điểm bây giờ lại được nới rộng lên thành 3 điểm rồi. Kèo đấu là chạm 21. Cơ hội phản công tầm cao của Xuân Sinh. Pha chắn rất mạnh các bạn ạ. Pha quai búa quá lực. 18-14. Thường các cầu thủ trẻ ra sân này thì nộp mạng là nhiều nhá. Nhưng những cầu thủ trẻ của Biên Phòng đợt trước ra đây đánh trong sân mà còn có cả Đỗ Nguyên Thanh mà còn chật vật và mãi mới hòa được. Wow, pha bóng vào đầu rồi. Và tấn công từ biên hai của Quang Dự. Bóng đã trúng đầu Xuân Sinh ra ngoài. Năm mấy đứa ơi? 58 à? 15-18 các bạn ạ. Tại vì không có trọng tài lật điểm, chỉ có trọng tài đọc điểm thôi. Vâng, xử lý ngay hai chuyền của Hữu Trình. 19-15. Kèo đấu là chạm 21 anh em ạ. Phạt bóng ra ngoài. 16-19. Ở chào lửa thì đã từng có những cái kèo kỷ lục như là 11-20 mà còn bật lại anh em nhé. 10 điểm liên tiếp, 21-11. 11-20 mà còn thua anh em ạ. Đến 16-19 cũng chưa là cái gì cả. Chéo rồi. Bỏ bóng kỹ thuật của Văn Lân. Thực ra mình cũng hiểu tâm lý chuyền hai Quang Kiên. Nếu mình đứng ở chỗ Quang Kiên mình cũng ghê lắm anh em ạ. Lên lót thì một chắn có những pha đóng ý rất nguy hiểm. Set boy cho trẻ thể công rồi. Tấn công từ vị trí số 3 của Thái San. Hiện tại đến thời điểm này tỷ lệ ăn điểm vẫn là 100%. 17-20. 3 match boy cho các cầu thủ trẻ thể công. Biên 4 Vũ Văn Lân. Vị trí số 3 Dương Đức Hải. Vị trí biên 2 Phạm Xuân Sinh. Chuyền 2 là Hữu Trình. Vâng, không chắn. Kết thúc 21-17. Hai đội sẽ đổi sân để tiếp tục thi đấu kèo thứ 2.